Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 9 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi. Theo đó, 9 đối tượng bị bắt gồm Phạm Minh Khoa, Phạm Quốc Quang, Nguyễn Văn Chiến, Lê Quang Vinh, đều trú tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, Nguyễn Phúc An, Tăng Đình Thiên, Nguyễn Tấn Lợi, đều trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Trần Bảo Duy Phong, Mai Phạm Bảo Chấn, đều trú tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm của Trần Bảo Duy Phong đi trên 3 xe mô tô, dùng hung khí rượt đuổi một nhóm thanh niên đi mô tô khác. Khi đến đoạn xã Nghĩa Dũng, một thanh niên bị rượt đuổi đã tông vào nhà dân dẫn đến tử vong.